Choáng váng với 8 loại thực phẩm cực quen lại là chất gây ung thư cấp độ 1 mà nhiều người không biết đến. Hân Hạnh kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao số bệnh nhân ung thư vẫn ngày một tăng lên trong khi chất lượng cuộc sống và nền y học ngày càng hiện đại. Câu trả lời chỉ có thể xuất phát từ những thói quen ăn uống, sinh hoạt mà chúng ta thực hiện hàng ngày càng tiềm ẩn rủi ro gây bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, căn nguyên của bệnh ung thư không xa lạ mà đang tiềm ẩn trong các thực phẩm chúng ta tiêu dùng hàng ngày. Dưới đây là 8 loại thực phẩm chứa chất gây ung thư hàng đầu nhiều người vẫn vô tư sử dụng và mang nguy cơ ung thư đến rất gần. Choáng váng với 8 loại thực phẩm cực quen lại là chất gây ung thư cấp độ 1 mà nhiều người không biết. Trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở các nước vẫn tương đối cao. Theo thống kê của Brocogen, năm 2020, tình hình mắc bệnh và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng. Tại Việt Nam, ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc ung thư và 106 người tử vong do ung thư. Ngoài các yếu tố bên ngoài như ô nhiễm môi trường thì thói quen sinh hoạt, ăn uống không tốt cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư. Dưới đây là 8 loại thực phẩm quen thuộc nằm trong danh sách đen gây ung thư. Thứ nhất, cơm chua và gạo mốc. Gạo đã trở thành một phần thiết yếu trong chế độ dinh dưỡng của người Việt, nhưng khi gạo bị mốc hoặc cơm đã có mùi chua, bạn tốt nhất không nên tiêu thụ, bởi lúc này có thể chứa nấm. Loại nấm này sản sinh ra độc tố aflatoxin là tác nhân gây ung thư nhóm 1 đã được WHO công nhận. Độc tố aflatoxin rất khó bị phân hủy ở nhiệt độ cao hay hóa chất. Do vậy, dù đã nấu chín thì loại gạo này vẫn gây nguy hiểm cho sức khỏe của người ăn. 2. Dầu tự ép. Nhiều gia đình quan niệm các loại dầu tự ép được mua của người quen hay trong các cửa hàng địa phương mới thực sự đảm bảo chất lượng và có lợi cho sức khỏe. Nhưng họ không biết rằng rủi ro tiêu thụ chất độc gây ung thư có trong dầu tự ép rất cao. Thực tế, các loại dầu được bán chính thức trong các cửa hàng, các siêu thị đều đã được đánh giá thông qua khâu kiểm định an toàn thực phẩm. Thế nhưng, dầu tự ép sẽ không được chứng thực về chất lượng ở khâu kiểm duyệt này. Do vậy, chất lượng của chúng chỉ được kiểm chứng thông qua lời truyền miệng. Hơn nữa, nếu trong quá trình chiết xuất dầu, một số nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn lẫn vào thành phần sẽ khiến dầu nhiễm aflatoxin. Nếu cơ thể hấp thụ aflatoxin trong thời gian dài sẽ dẫn đến ung thư gan và ung thư túi mật. 3. Đậu phộng hỏng. Đậu phộng có hương vị bùi béo, thành phần nhiều chất dinh dưỡng nên là lựa chọn không thể thiếu trong khẩu phần ăn của gia đình. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đậu phộng có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim, làm chậm lão hóa, phòng ngừa ung thư và hình thành sỏi mật. Thế nhưng giống như nhiều thực phẩm khác, đậu phộng cũng có thể bị hỏng và mốc nếu không được bảo quản đúng cách và quá thời hạn sử dụng. Lúc này, đậu phộng sẽ có vị đắng. Nếu miễn cưỡng ăn tiếp sẽ đem lại cảm giác khó chịu và gây hại cho sức khỏe. Bởi lúc này, thành phần đậu phộng đã chứa độc tố aflatoxin gây ra bệnh ung thư. 4. Thức ăn chiên rán ở nhiệt độ cao. Đồ chiên rán đang ngày càng trở nên phổ biến, được bày bán khắp mọi nơi, từ siêu thị, quán ăn vỉa hè cho đến bán hàng sang trọng. Thế nhưng, thực phẩm được chiên rán ở nhiệt độ cao sẽ sản sinh ra pyropyrin. Chất này đã được cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc WHO xếp vào nhóm 1 về khả năng gây ung thư cho con người. Đó cũng là lý do tại sao bạn nên hạn chế việc tiêu thụ đồ chiên rán trong bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra, các loại khói sản sinh khi nấu thực phẩm ở nhiệt độ cao cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và gây bệnh ung thư. Lời khuyên cho bạn là luôn phải bật máy hút mùi và mở cửa nhà khi nấu đồ chiên rán. Điều này sẽ giảm lượng khói có hại được tích tụ trong không gian của gia đình. Thứ nhất, cá khô, cá muối, sản phẩm tấm ướp muối. Cá khô, dưa chua muối và củ kiệu muối là những món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày, đặc biệt là những ngày Tết. Tuy nhiên, những thực phẩm này thuộc nhóm chất gây ung thư loại 1, bởi vì trong quá trình ướp cá muối, người ta sử dụng nồng độ muối ăn cao nhằm mục đích khử nước của cá. Quy trình này dẫn đến cá muối, cá mắm chứa cực nhiều nitrit. Nitrit sẽ chuyển hóa thành nitrosamin. Sau khi vào cơ thể, dưới môi trường axit của dạ dày, chất nitrosamin sẽ gây ung thư. Hơn nữa, ngoài nguy cơ gây ung thư, cá muối còn có thể sinh ra vi khuẩn trong quá trình phơi nắng. để khô, thậm chí là sản sinh aflatoxin. Và aflatoxin cũng là một hoạt chất gây ung thư cực mạnh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn quá nhiều muối là nguyên nhân dẫn đến huyết áp cao, tăng gánh nặng cho tim mạch và thận, làm viêm khí quản, trầm trọng thêm các bệnh về đường ruột. Tỷ lệ mắc các bệnh ung thư và tử vong cao như ung thư vòm họng, ung thư thực quản và ung thư dạ dày. 2. Đồ chiên và đồ nướng. Đây là hai món ăn khoái khẩu của rất nhiều bạn trẻ nhưng lại đứng đầu danh sách gây ung thư. Tiệc tùng, thức ăn nhanh và đồ ăn vặt dường như trở thành một phần của cuộc sống hiện đại, nhưng chúng cũng đang rút ngắn tuổi thọ của chúng ta mỗi ngày. Khi nướng, nhiệt độ cao làm thịt bị cháy cạnh, phần bị cháy khét có chứa pyropurin. Ngoài ra, nếu nướng với than hoa, pyropurin còn được tạo ra từ than hoa sau khi bị đốt. Nó có thể bay lơ lửng trong không khí, hòa trộn với khói dầu, rơi và bám vào thực phẩm. Còn với đồ chiên, dầu thực vật khi đun nóng trên 270 độ C sẽ tạo ra pyropirin. Đạt ngưỡng 300 độ C trong một lượng lớn pyropirin được tạo thành sẽ bám vào thực phẩm. Đặc biệt, khi bạn ăn đồ chiên rán ở ngoài, có những hàng quán sử dụng đầu chiên đi chiên lại nhiều lần, còn làm tăng hàm lượng pyropirin gấp nhiều lần, vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng thực phẩm chứa tinh bột và axit amin sẽ tạo ra một lượng lớn nhất định sau khi chiên hoặc nướng ở nhiệt độ cao trên 120 độ C. Những chất đó có nguy cơ gây quái thai và đột biến sức khỏe. 3. Thực phẩm bị mốc. Lạc, gạo, ngô và các loại thực phẩm bị mốc có chứa chất aflatoxin cực độc. Aflatoxin là chất gây ung thư loại 1, độc gấp 68 lần actin và gây ung thư gấp 70 lần. Khi đóng gói mà không sấy khô hoặc bảo quản không đúng cách, thực phẩm dễ bị nhiễm nấm và sinh ra aflatoxin, từ đó gây nấm mốc và hư hỏng. Sau khi aflatoxin vào cơ thể con người, chất này có thể gây ra những tổn thương lớn cho gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan. 4. Đồ ăn nóng. Đồ uống nóng có nhiệt độ trên 65 độ C được xếp vào loại chất gây ung thư 2A. Bởi vì niêm mạc miệng và thực quản của cơ thể người mềm và mỏng manh, do đó khả năng chịu đựng nhiệt độ có hạn. Chính vì thế, chúng sẽ bị bỏng nếu chúng ta ăn thực phẩm quá nóng. Mặc dù vết bỏng có thể phục hồi nhanh chóng, nhưng nếu bỏng nhiều lần trong thời gian dài sẽ gây viêm mãn tính và tăng nguy cơ ung thư thực quản, ung thư miệng và các bệnh ung thư khác. Rượu. Thành phần chính của rượu là ethanol. Sau khi ethanol vào cơ thể người sẽ chuyển hóa thành những chất gây ung thư loại 1, rồi tiếp tục chuyển hóa thành axit acetic, cuối cùng thành carbon dioxide và nước. Rượu bia có thể gây ung thư theo nhiều cách, chủ yếu nhất là làm tổn thương DNA. Uống rượu lâu ngày sẽ làm DNA bị tổn thương tích tụ dần. Trong quá trình tích tụ dễ gây ra một số đột biến và gây ung thư. Theo một báo cáo về ung thư thế giới năm 2014, rượu gây ra 3,5% các ca ung thư. Các nghiên cứu của Canada cũng chỉ ra rằng vào năm 2020, 7.000 ca ung thư mới ở Canada có liên quan đến thói quen uống nhiều rượu, bao gồm ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư gan và ung thư khoang miệng. 6. Thịt chế biến sẵn. Một nghiên cứu mới đây cho biết các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt muối, giam bông có thể gây ung thư ngang với rượu có nồng độ cồn cao, thuốc lá. Theo nghiên cứu này, việc ăn càng nhiều các loại thực phẩm trên càng làm tăng nguy cơ ung thư trực tràng. Theo ước tính, với mỗi 50g thịt chế biến sẵn sẽ làm tăng khả năng mắc ung thư ruột lên tới 18%. 7. Nấm ngâm quá lâu. Nấm là loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi mọi người mua về thường là nấm khô, cần phải ngâm để nấm nở ra rồi mới sơ chế. Tuy nhiên, bạn phải chú ý đến thời gian ngâm nấm. Nếu ngâm quá lâu, nước ngâm nấm sẽ trở thành một dung dịch dinh dưỡng, sinh ra chất độc aflatoxin và axit men gạo, được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là chất gây ung thư cấp độ 1, đồng thời trở thành môi trường béo bở cho các vi khuẩn gây bệnh lừng lơ trong không khí nhắm đến, chẳng hạn như vi khuẩn. Điều đáng sợ đó là các loại vi khuẩn và chất độc này đều không thể bị tiêu diệt hoàn toàn bằng cách đun sôi. 8. Bát rang bơ để trong lò vi sóng. Bạn không thể ngờ được rằng chỉ 1 phút để bát rang bơ trong lò vi sóng lại nguy hiểm như thế nào cho sức khỏe của mình. Theo một kiểm chứng mới nhất được thí nghiệm trên động vật, túi đựng bỏng ngô khi đốt nóng sẽ sinh ra hóa chất hóa học. chất này có khả năng gây ung thư. Ngoài ra, trong bắp rang bơ còn có một chất hóa học là diacetyl. Chất này có thể gây ra các bệnh về phổi. Ngoài 8 thực phẩm trên, chúng ta cũng nên tránh ăn những thực phẩm sau, bởi chúng cũng là chất gây ung thư mạnh. Thứ nhất, cá hồi được nuôi. Cá hồi được nuôi trong trang trại có thể bị nhiễm các chất hóa học, thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu cũng như các chất sinh ung thư khác bởi chế độ ăn hàng ngày của chúng. Trong cá hồi trang trại, lượng omega 3 tốt cho sức khỏe cũng ít hơn so với cá hồi sống tự nhiên. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng cá hồi được nuôi trong trang trại chứa hàm lượng PCB, thủy ngân và các chất gây ung thư cao. 2. Trái cây phi hữu cơ như táo, cam và dâu tây. Các loại trái cây phi hữu cơ thường bị nhiễm một số loại thuốc trừ sâu nguy hiểm hoặc phân bón có hàm lượng nitrogen cao. Thuốc trừ sâu là những chất hóa học độc hại đối với côn trùng cũng như con người. Táo có lẽ là loại trái cây chứa thuốc trừ sâu nguy hiểm nhất khi người ta phát hiện chất độc loại này trong hơn 98% số táo được kiểm tra. Tiếp sau đó là cam, dâu tây và nho với khoảng 90%. Trên thực tế, chúng ta không thể loại bỏ 100% dư lượng hóa chất trong những loại trái cây này sau khi rửa chúng. 3. Cà chua đóng hộp. Hầu hết thực phẩm đóng hộp gây lo ngại bởi người tiêu dùng không yên tâm về chất lượng của vỏ hộp. Các vỏ hộp thường được chế tạo từ một chất hóa học, hay còn gọi là BPA. Một nghiên cứu được công bố hồi tháng 5 năm 2013 chỉ ra rằng chất BPA thực sự ảnh hưởng đến hoạt động của các gen trong não. Cà chua chứa hàm lượng axit cao nên dễ bị ngấm BPA từ vỏ hộp. Chính vì vậy, bạn không nên cho trẻ nhỏ ăn thực phẩm này. 4. Dầu ăn chưa bão hòa. Hầu hết các loại dầu ăn chưa bão hòa là dầu thực vật. Dầu thực vật không được chiết xuất tự nhiên như bơ, phải được loại bỏ hóa chất ngay từ đầu, sau đó được chuyển đổi qua các khâu sản xuất trước khi đến tay người tiêu dùng. Chúng thường xuyên được khử mùi và tạo màu để trông hấp dẫn hơn. Tất cả các dầu thực vật đều chứa hàm lượng axit béo omega 6 cao. Hàm lượng omega 6 quá mức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ra các bệnh về tim và làm gia tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư da. Các loại dầu chưa bão hòa được sử dụng để bảo quản thực phẩm đã qua chế biến và giúp chúng giữ được màu sắc hấp dẫn lâu hơn. Dầu chưa bão hòa ảnh hưởng đến cấu trúc và tính linh hoạt của các mảng tế bào nên có thể dẫn tới ung thư. 5. Đường tinh chế. Đường tinh chế không chỉ được biết đến là thực phẩm làm gia tăng lượng insulin mà còn là đồ ăn ưa thích của các tế bào ung thư, kích thích sự tăng trưởng của chúng. Tỷ lệ ung thư ngày càng gia tăng là do các loại thực phẩm mà chúng ta vẫn hay ăn hàng ngày như bánh ngọt, bánh quy, nước ngọt, ngũ cốc hay những thực phẩm đã qua chế biến đều có thể chứa đường tinh chế.